Số hoa đang được nắng nông, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em làm lại làm cái clip này để chia sẻ một kinh nghiệm. Chúng ta có thể là làm một cái kỳ ở trên một miếng xốp mọi người nhé. Chúng ta cách nhân kỳ thì mọi người chú ý giúp em. Ở điều kiện khi chúng ta nhân giống một kỳ đúng không ạ? Khi chúng ta nhân giống một kỳ thì mọi người có thấy là chúng em đang làm những cái bọn đang bỏ những cái kia trên những miếng xốp như thế này thì mục đích là như thế nào ạ? Thì mọi người chú ý giúp em nha. Khi mà cái đồ điều kiện mà chúng ta làm một cái kỳ á là chúng ta cắt ra đúng không ạ? Bôi keo liền sẹo. Đúng mọi người, bôi khi keo lên sẹo và chờ cái kia nó đã sưng mất ngủ thì chúng ta cắt ra và để khô, bôi keo lên sẹo. Thì khi đó chúng ta có thể là trồng vào chậu và theo cái dạng bỏ thông như thế này hoặc là làm như cách của shop. Thì với cái điều kiện mà cái mút này á, thì nó sẽ có những cái tác dụng gì và nó sẽ như thế nào thì em xin nói luôn. Thì cái mút này thứ nhất là nó sẽ là một cái miếng ngồi như là mồi cho cây nó phát triển. Thứ hai là khi mà cây nó đã phát triển được rồi thì khi cái mút này mọi người biết là cái độ thông thoáng nước nó cũng sẽ giữ khá là tốt. Có nghĩa là nếu như mà ở trường hợp chúng ta cho lên vỏ thông như thế này và không bỏ đeo rừng thì cái độ ẩm ở trong cây nó sẽ không có nha mọi người. Cây nó sẽ chậm lâu lên hơn. Và khi mà chúng ta bỏ vô miếng mút như thế này á thì cái độ ẩm trong mút này á, khi mà chúng ta tưới hoặc là tưới phân cho á, hoặc là những cái loại thuốc anh em có thể là dùng cho cái cây lan á, thì nó sẽ ngấm lại vẫn giữ ở trong này nha mọi người nhé. Và thứ hai là cái độ ẩm khi nào trong cây nó cũng có, đến khi nào cây nó ra rễ mọi người ạ. Và khi nó ra rễ rồi thì chúng ta khi mà chúng ta tách trồng chúng ta có thể xé cái mút này ra rất là đơn giản và nó không ảnh hưởng gì đến cái rễ của cái lan cả. Đó là cái hình thức bên shop đang làm một cái cây để chúng ta có thể là chúng ta làm giống. Và thứ nhất và thứ hai, cái cây này thì nó đảm bảo cho mọi người một cái vấn đề, đó là nó đỡ tốn cái là cái giá thể khi ban đầu chúng ta trồng. Có nghĩa là nếu mà ít thì chúng ta có thể là trồng vào chậu và nếu mà nhiều chúng ta có thể trồng như thế này. Và đặc biệt là những nhà vườn đang làm về lan á, thì chúng ta có thể áp dụng cái cách này để nhân giống hàng loạt cho cái cây lan của chúng ta. Cái này em để vào chậu, mọi người có thể không cần phải để vào chậu được và để thẳng lên trên này luôn nha. Để thẳng lên trên này bằng cách chúng ta sẽ cố định lại bằng một cái dây kẽm và siết những cái mút này vào trong đó và giữ lại. Đến khi kia nó ra rễ thì chúng ta có thể là chọn những cái thành phần kia nào đẹp thì chúng ta sẽ tách riêng ra và kia nào xấu thì chúng ta sẽ giữ lại và để cho nó nuôi tiếp. Thì khi đó chúng ta phun phân cho thì nó sẽ giữ hết trong cái mút này và cây nó sẽ ăn từ từ nè mọi người nè. Khi nó đã ra rễ thì đây là một cách tốt nhất để chúng ta có thể là nhân giống một cái cây và đảm bảo là cây chúng ta luôn hoạt động tốt. Thì bên em đang làm những cái clip này thì mọi người thấy nè, khi cái cây nó ra thì mọi người có thể thấy là cái mầm nó đang lên rất là khỏe. Bằng cách này thì việc của chúng ta chỉ chờ nó lên mầm và nó ra rễ, nó bám vào đây thì chúng ta sẽ cho một lượng phân nhất định vào trong cái mút này để cho nó cây nó ăn từ từ mọi người nhé. Là đó là cái cách nhanh nhất để chúng ta có thể là làm một cái kỳ mà đỡ tốn chi phí giá thể trồng trong quá trình chúng ta làm nha mọi người nha. Đây ok, em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip ạ. Nếu mọi người thấy cái clip này có hay thì mọi người có thể là nhấn đăng ký kênh và bấm theo dõi mọi người nhé, để ủng hộ cho shop hoa lan rừng có những cái clip hay hơn tiếp theo gửi tới mọi người ạ. Em chào tất cả mọi người.